Vậy thì mới mấy bà mẹ mà khi mà có con mới sanh ha, chả biết làm sao để mà đánh thức hồi nhỏ dậy hết. À, vậy ông thử nha. Ôi, ông cho ông anh ông nằm trên tay của tôi. À, công nhận luôn á, gồng hồi chắc mỏi tay luôn á. À, vậy chứ con. Vậy chứ con. Vậy đi, vậy nhìn mấy mẹ kia. Ừ, mấy mẹ nhìn mình quá trời luôn. Vậy thì thôi. Vậy thì sao khi mà giữ em mom như vậy, làm sao để cho mấy mẹ giữ mà em bé nó cảm thấy rằng nó không bị chênh vênh mà bà mẹ cũng tự tin giữ bé. Tay mình nãy giờ mình học chữ gì rồi? C. Chữ C. Giờ chữ gì đây? Chữ C. C luôn. Đây giữ phần này. Giữ cái phần cái cằm á, cái hàm á. Rồi các ngón còn lại sao ạ? Bệ à, bệ giữ. Rồi. Vậy thì tay trên sao? À, giữ vậy nhẹ. Còn mình muốn mà nó chưa dậy nữa. Mon nó cái bàn chân của ta. Làm cái bàn chân của nó. À, chặt lấy. Nó rút cái chân này nè. Như vậy sao? Tỉnh rồi không khóc. Đâu có bị đòn đâu khóc. À, còn một số hả? Quánh ha. Bốn cái chân chắc 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 ha, nó quéo lên. Đó tỉnh mà mỗi lần bị cho ăn là bị đòn. Là sau này á phải có cái roi cái bên mới cho ăn được. À, như vậy thì sao? Có nhiều cái cách đánh thức đứa nhỏ, chỉ cần đưa cái tư thế từ từ ngửa đó sang sắp lại ha, uê uê ngồi là vậy rồi đó. Cọt lép thêm một cái nha đó, đến giờ ăn là phải vậy thôi. Và tư thế này khi mà mình biết rồi á nó cũng hiệu quả nữa. Biết lý do tại sao biết không? Nó giống cái tư thế gì? Cấp cứu sặc sữa. Dễ thôi, chỉ còn vỗ lưng nữa là xong rồi. Tư thế này để cho thằng non nó đứng khóc cũng dễ. Đến đây con. Đến nè. À là sao? Nếu như nó có sặc sữa thì sữa nó cũng sẽ chảy ra ngoài.